Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị tối nay Trinh xin gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn cùng về chủ đề tình yêu. Một truyện ngắn có tựa đề là Chạy theo đồng tiền. Truyện ngắn này kể về cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ trong thời hòa bình à, và một truyện ngắn khác có tên là Mối tình đầu của tôi. Nội dung câu chuyện diễn ra trong bối cảnh đất nước chúng ta còn đang chiến tranh và trong tác phẩm này thì chúng ta sẽ thấy được một tình yêu sâu sắc bền chặt của một nhân vật nam dành cho nhân vật nữ và tại sao trinh lại dẫn hai truyện ngắn này vào trong một video là bởi vì ở đây trinh muốn có một cái sự so sánh về tình yêu về hôn nhân gia đình giữa thế hệ trẻ của chúng ta ngày nay và thế hệ của ông bà ta ngày xưa. truyện ngắn chạy theo đồng tiền tác giả nguyễn đức trong một căn nhà khang trang gia đình nhỏ gồm ba người vui vẻ chuẩn bị bữa cơm tối ăn cơm tôi nào hai bố con ôi oh dê yeah, có cơm rồi và ăn cơm thôi con trường xoa đầu con trai rồi bế nó vào trong bàn ăn anh cứ để nó xuống cho nó tự đi chiều quá nó hư đấy em cứ lo xa nhà có mỗi mình nó không chịu nó thì chịu ai hay em xin cho anh đứa nữa đi rồi tính tiếp anh không chịu em thì còn lâu mới có dương đặt lên môi chồng một nụ hôn nồng cháy không để ý đến đứa con trai vẫn đang ngồi đó nhưng thằng tí nào có biết gì nó chỉ chăm chăm nhìn vào cái đùi gà còn nóng hổi trên đĩa đang tính đưa tay nhót thì mẹ nó quát nào mẹ dặn thế nào nhỉ con mời mẹ ăn cơm mời bố ăn cơm ạ à? Tí sực nhớ ra phải mời bố mẹ rồi nó mới được ăn. Thằng bé khá ngoan và lễ phép, lại thông minh và sáng sủa. Ai đến nhà đều bất ngờ vì sự lém lĩnh và ngoan ngoãn của nó. Khen thưởng hết lời làm bố mẹ nó cũng tự hào về thằng con trai của mình. Mới hơn 3 tuổi mà Dương đã dạy con tính toán, tự vài phép tính, vài từ phát âm đơn giản. Cô nhận ra thằng tí con trai của mình dường như thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nó học rất nhanh, ghi nhớ gần như mọi thứ cô dạy, đặc biệt là tính toán. Nó chỉ cần bịch tay lên mồm, lẩm nhẩm vài cái đã cho ra đáp án đúng rồi. Dĩ nhiên là những phép tính đơn giản, một hai chữ số thôi, nhưng cũng đủ để thể hiện sự thông minh của nó rồi. Chẳng thể đòi hỏi ở một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi làm được nhiều hơn thế. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, dương dọn dẹp, còn trường cho thằng Tiến xem tivi một chút rồi bắt nó lên giường đi ngủ sớm nay là thứ bảy nghĩa là ngày mai cả gia đình đều được nghỉ họ đã hẹn đi công viên chơi trường càng có lý do để bắt con trai ngủ sớm lấy sức cho chuyến đi chơi mục đích chính của gã là gì chắc ai cũng biết gã muốn kiếm đứa nữa cho thằng tí có anh có em chơi cùng cho nó đỡ buồn muôn dương đẻ luôn một thể để tiện chăm nom Chứ sau này mà tí nó lớn rồi, hai vợ chồng mới có em bé thì họ lại phải trải qua cả một quá trình dài như lần đầu tiên làm cha mẹ. Điều đó cả hai vợ chồng đều chẳng muốn chút nào. Gia đình nhỏ của hai vợ chồng thoạt nhìn có vẻ vô cùng hạnh phúc, nhưng ẩn sâu trong đó là nhiều điều khó giải thích. Dương và Trường chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường, bình thường ở mức đại trà, đôi bên gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng lại có tiền mua một căn nhà lớn, đầy đủ tiện nghi, có cả ô tô riêng, cuộc sống dư giả, ăn tiêu khá thoải mái, nhất là mua sắm cho đứa con trai của họ. Được cái, hai người đã quy định rõ ràng từ đầu rằng sẽ không ai được tò mò về công việc của nhau, chỉ cần biết đến tháng là cả hai cùng đóng vào một khoản gọi là tiền nuôi con, còn lại sẽ độc lập với nhau hoàn toàn về kinh tế. Sòng phẳng, rạch ròi như chẳng phải một đôi vợ chồng, nhưng cũng vì sự rõ ràng đó mà họ luôn duy trì được tình cảm dành cho nhau luôn dung hòa được giữa công việc và cuộc sống của nhau và đặc biệt luôn cảm thấy bản thân tự do trong chính cái lòng đang giam hãm chính mình buổi sáng chủ nhật gia đình nhỏ ba người tung tăng dạo quanh công viên họ vui đùa cười nói vô cùng thoải mái tí thích lắm hiếm khi nào bố mẹ lại cùng đưa nó đi chơi như thế này đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm bên nhau tận hưởng những giây phút hiếm có này thì gần như cùng lúc bác gặp một cặp vợ chồng khác. Người đàn ông chừng ngoài 50, còn vợ ông ta chắc chỉ độ 45 thôi chứ mấy. Xem cách ăn mặc của họ có vẻ lịch sự và sang trọng lắm. Người đàn ông tên là Hưởng, vợ ông ta tên là Thương. Mỗi vợ chồng đều đang đứng đầu một công ty, không quá lớn nhưng cũng đủ để vợ chồng họ ngước mặt lên với đời. Khi bốn ánh mắt chạm nhau thì tất cả bọn họ để thoáng chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chào sếp, chào sếp ạ, à. chào cô, chào cậu. Ơ, à, à kia, hai người quen nhau à? Hóa ra Dương là nhân viên của ông Hưởng còn Trường thì lại là nhân viên dưới trước của bà Thương. Cuộc gặp gỡ tình cờ này, nằm ngoài sự tính toán của họ. Sau vài lời chào hỏi và giới thiệu xã giao, thì vợ chồng Trường xin phép đưa con đi chơi tiếp. Bà Thương nhìn theo, ánh mắt có phần ao ước và lẫn tiếc đuối Họ đẹp đôi của anh nhỉ Ừ Giá như chúng ta cũng có một đứa con Thì tốt biết mấy Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cả Đôi vợ chồng trung niên Lại sánh bước bên nhau Mỗi người một suy nghĩ khác biệt Nhưng điều có vẻ nặng nề Và trầm tư hơn sau cuộc gặp gỡ vừa rồi Chồng em có vẻ đẹp trai Và mạnh mẽ phết Anh ghen à <laughs> Anh làm gì biết ghen mà anh cũng chẳng cần phải ghen Dương ngồi xuống đùi người đàn ông tên hưởng ấy Chiếc chân váy ngắn bó sát Khoe ra đôi chân nõn nà Cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng Bật hai cúc áo trên Nửa kính, nửa hở Càng làm xếp cô say mê Chắc chắn là anh đang ghen rồi Cô vừa công kích người mà cô gọi là sếp, đồng thời là nhân tình của cô, bằng cả lời nói lẫn hành động. Máu đàn ông trong người lão trỗi dậy, mạnh bạo bế thóc cô lên và đặt trên môi cô một nụ hôn. Hai người dường như đã quá quen với việc lén lúc này nên có phần tự nhiên và vô lo quá mức. Những thanh âm lục đục lọt ra ngoài làm mấy người có việc cần đến báo cáo với ông hưởng ái ngại mà tạm thời rời đi. Ông ta đắc ý lắm, giống như một lời cảnh báo với đám nhân viên là bản thân đang rất bận, chớ có làm phiền. Bận chinh phục từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, bận sung sướng với cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp, mơ mở luôn giữ cái dáng vẻ khiêu gợi trước mắt ông, khiến ông chẳng thể kiềm nổi dục vọng của mình. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng lão có vài cái bí quyết đặc biệt đến từ những loại rượu lão hay uống, món ăn lão hay dùng và vài thứ thuốc nam bổ thận tráng dương giúp lão vẫn duy trì được cảm hứng và nhiệt huyết mỗi lần xung trận. Ông cũng chẳng muốn dành cái tinh túy cuối cùng cho vợ. Bà ấy già rồi, lão nhìn lắm, yêu lắm, cũng chán, nên quyết định tìm một vài cô bồ nhí để mà tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng còn sung mãn chẳng biết bản thân mình còn có thể duy trì được sức khỏe trong bao lâu nữa nên chơi được thì cứ chơi được hưởng thì cứ hưởng rồi đến ngày mà ông hưởng bắt gặp thân hình nóng bỏng gái một con trong mòn con mắt của dương thì ông ta càng chất nịch với cái ý định muốn kiếm một cô bồ nhí như cô ả trước mặt bằng quyền lực chức vụ và tiền bạc của mình ông dần dần quan tâm chỉ bảo dương rồi giả vờ đụng chạm cô người phụ nữ này đầu tiên có chút phản kháng nhưng nghĩ đến ông hưởng là giám đốc sơ so hở mất việc như chơi hơn nữa nếu được lão ta chú ý thì chắc chắn chỉ có lợi chứ chẳng thiệt vào đâu nên là dần già dương cũng xui xuôi để mặc cho lão đụng chạm điều gì đến cũng phải đến ông hưởng cho dương đi công tác cùng mình trong cái đêm tiếp khách say xỉn ấy cả hai đã quấn lấy nhau như vợ chồng. Cũng từ đêm đó, cả hai chính thức xác định mối quan hệ cặp kè lén lút nơi công sở. Ông Hưởng vẫn yêu vợ, Dương cũng vậy, cô vẫn yêu chồng, rất yêu là đằng khác. Nhưng ngoài khoái cảm ra, người đàn ông này còn cho cô nhiều hơn thế, trả lương cho cô, khen thưởng thêm, rồi còn cho hẳn một khoản phụ cấp đủ để cô ăn tiêu, mua sắm, và có tiền đóng góp với chồng mua căn nhà mà gia đình ba người đang ở. Cả hai người cũng duy trì quan hệ vợ chồng với bạn đời của mình, tránh bị nghi ngờ. Bà Thương có lẽ cũng biết những mối quan hệ ngoài luồng của ông, bà đủ già dơ để nhận ra những sự thay đổi của ông, nhưng chẳng thèm theo dõi, tố cáo hay lên án ông làm gì. Bà cũng tìm cho mình một chân trời riêng, tình cờ, đó lại là trường. Bà thương biết chăm chút bản thân, chăm sóc gian sắc, nên mọi thứ vẫn còn khá ổn, chưa đến nỗi nào. Hưởng ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng bà ấy thích rồi gã gẫm gã thôi. Nào ngờ bà thương trong một đêm mưa đã lừa gã trở lại công ty tăng ca rồi đưa gã vào trồng. Dĩ nhiên, bà xếp của gã cũng cho gã những đãi ngộ mà gã chẳng tài nào nghĩ tới. Những đồng tiền mà gã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được thì bà ta giúp nhân nó lên nhiều lần. Đồng hồ, điện thoại, thậm chí cả xe hơi cũng là bà ta dưới danh nghĩa xe công ty ủy quyền cho gã sử dụng. Hai cặp vợ chồng, hai cặp tình nhân cứ vô tư, thoải mái sống trong cái mối quan hệ phức tạp mà bản thân nửa muốn tiếp tục, nửa muốn từ bỏ ấy. Họ giống nhau ở một điểm, vẫn luôn có ý thức muốn chấm dứt những mối quan hệ ngoài luồng để quay về cuộc sống với bạn đời của mình. Nhưng cái ham muốn tiền tại cái thích thú khi được thỏa mãn là chẳng cho họ làm theo lý trí của mình nhưng làm gì có ai ăn mãi một món mà không chán một ngày như mọi ngày dương ăn mặc lịch sự nhưng không kém phần gợi cảm bước đến công ty với vẻ mặt tươi vui cô bắt gặp một con bé thực tập sinh mới được nhận vào làm trông nó trẻ hơn cô năng động hoạt bát ăn nói dễ nghe thân hình cũng chẳng thua kém cô là mấy thậm chí gương mặt cô ta xinh xắn lại còn biết trang điểm biết khoe biết che đúng chỗ nên xét tổng thể thì vẫn hơn dương vài bậc. Đến bản thân cô nhìn thấy cô ta cũng phải trầm trù phần nào, chứ chẳng chơi. Đặc biệt, cô còn nghe thấy đồng nghiệp bàn tán rằng con bé đó do chính ông hưởng đích thân tuyển dụng vào công ty. Cảm thấy vị trí số một trong lòng xếp của mình đang lung lay cực mạnh và có nguy cơ bị đá ra khỏi vị trí ấy. Dương tìm đến gặp xếp, nhưng này lão lại khóa cửa. Cọc cọc, ai đấy? em dương đây ạ à? vào đi anh vừa đóng sầm cửa bấm khóa cô đã ngay lập tức xà vào lòng ông hưởng bàn tay hư hỏng của cô vuốt ve mấy cọng râu dê trên mép lão nào cô làm gì đấy ơ à, kìa anh hôm nay anh sao thế sao với trăng gì hôm nay tôi mệt lắm cô có chuyện gì không ơ à, hôm nay anh dám xưng hội như thế với em luôn à anh ăn găng hùm rồi nào bỏ ra cô đừng quên tôi là xếp cô đấy không có việc gì thì đi ra Để tôi còn làm việc Dương ngỡ ngàng bật ngửa Chưa bao giờ cô lại bị ông ta từ chối thẳng thừng như thế Cô bực mình lắm Vừa ra tới cửa Đã trông thấy con bé khi sáng Đang mang tập hồ sơ đi ngang qua Cô đoán rằng Chính nó là nguyên nhân ông hưởng Đối xử với cô như thế Dương cố tình hất vai trúng người nó Tập hồ sơ trên tay con bé rồi hết ra đất Nở một nụ cười mỉa mai Rồi bước tiếp còn bé đó cũng không phải dạng vừa Nó nắm lấy tay cô Lôi lại Này chị kia Chị đụng vào người ta Mà không biết xin lỗi à Chứ không phải Cô đụng vào tôi Rồi còn già mua mà à, cái chị này Đừng tưởng mà cô bắt nạt ma mới mà dễ nhé Con này không để yên đâu Không để yên Rồi mày làm gì tao Này thì làm gì này Còn bé đó vả một phát đầu điếng vào mặt dương Cô cũng không vừa Túm lấy tóc nó Mà vỗ trôm đốp vào đầu Hai ả đàn bà lao vào nhau Giữa chốn công sở mà đánh Một đứa vì tức Một kẻ vì ghen ghét bực mình Mãi cho đến khi có mấy cậu đồng nghiệp đến can ra Thì cuộc ẩu đả mới dừng lại Ông hưởng nghe tiếng ồn bước ra bên ngoài Quát lớn Đây là công ty hay cái chợ Mà các cô các cậu làm loạn lên thế Về chỗ làm việc hết cho tôi Toàn bộ đám người trở về lại vị trí của mình Ổn định lại Dương vẫn tức tối lắm Ném ánh mắt căm thù về phía con bé kia. Dương, cô có muốn làm nữa hay là nghỉ? Dương giật mình khi ông đang nhìn cô, tức giận. Dạ, em, em... Về chỗ làm việc đi. Tức tối, cô trở về chỗ ngồi. Nửa buổi, có vài tập hồ sơ cần ông hưởng ký. Cô đứng lên tiến vào phòng sếp. Đến cửa, những âm thanh lạ đã văng vẳng bên tai cô. Cô không tin vào tai mình, đẩy mạnh cửa bước vào bên trong. Cửa không khóa, cô lập tức trông thấy hình ảnh của mình và lão hưởng ngày trước. Chỉ khác là người đàn bà bên cạnh, không phải là cô, mà là con bé thực tập sinh mới ngày đầu đi làm. Ông hưởng giật mình, còn Dương thì đang bần thần. Ông ta đứng lên, đóng cửa rồi hỏi. Cô không biết có cửa à? Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Làm gì? Anh còn dám hỏi thế à? Đồ phản bội. Cô gào lên cái gì? Nói câu đó mà không biết ngượng mồm mà. Dương dục nhã quá, cô sớm biết với một kẻ như ông ta rồi cũng sẽ có ngày chuyện này xảy ra nhưng cô chẳng thể ngờ rằng nó diễn ra nhanh như thế mới hôm qua cô với lão xếp già còn âu yếm tại đây thế mà bây giờ cô đã trở thành kẻ thứ ba không thứ tư mà cũng chẳng biết cô là người đàn bà thứ bao nhiêu của lão đang tức giận thì chớ con bé kia còn cứ khinh khỉnh ra vẻ rồi nói bà chị về xem lại nhan sắc của mình đi rồi hắn so sánh với con này cơn giận bùng nổ dường điên tiết lắm nó cướp đi tất cả của cô rồi mà còn dám nói với cô bằng cái giọng điệu và thái độ ấy nó đang chửi thẳng vào mặt cô dương chạy đến túm lấy tóc nó tát cho nó một phát nó chẳng thèm phản kháng chỉ cười nhếch mép khinh bỉ định cho nó cái thứ hai cho chừa cái thói mất dậy đó đi thì ông hưởng túm chặt tay cô ông ta vả thẳng vào má cô một cái thật mạnh mấy dâu tay đỏ chót đau rát hằn lại trên mặt cô Cút, cút ra khỏi đây Mai cũng không cần đến làm nữa Cô bị đuổi việc Ấm ức, nhục nhã đến giường nào Làm sao con gôn từ nào tả hết nỗi lòng của người đàn bà ấy lúc này Thêm vào nụ cười như khiêu khích của ả kia Khiến cô càng điên máu Cơn giận dữ chưa dừng lại ở đó Cô lại nhào đến muốn ăn thua đủ Con bé kia nào có để yên cho cô đánh đập mãi như thế Trong lúc ông hưởng đang cố giữ dương lại Thì đã xù đến Này thì hung hăng, này thì dám động vào bà này nó vớ được tiệp hồ sơ trên bàn cuộn lại đập tới tấp vào đầu dương cô say sẩm mặt mày thì bị gã nhân tình đẩy xuống đất họ lại cười khinh bỉ khiến cô điên loạn muốn lần nữa túm tóc con kia mà đánh thì đã bị bảo vệ lôi ra ngoài đuổi thẳng cô bàng hoàng trong phút chốc cô mất đi quá nhiều thứ công việc địa vị và chu cấp từ lão già kia cô chẳng thể chấp nhận nổi bần thần. Vậy là từ nay, cô lại trở về với vạch xuất phát. Một cô gái quê mùa, cùng chồng lên Hà Nội lập nghiệp. Rồi cô sẽ phải làm gì để kiếm đủ tiền nuôi con, để duy trì cái nhịp sống thoải mái, dư giả của bản thân. Cô chẳng biết. Dương cứ ôm cái dáng vẻ đó, với khuôn mặt đỏ ửng trở về nhà. Chồng cô chưa về, gã vẫn đang bận phục vụ bà xếp khác tình. Dương đón con, nấu nướng chờ chồng về. Chờ, Chờ mãi, cô cho con ăn, rồi ru nó ngủ, quay lại phòng khách tiếp tục chờ. Gần 11 giờ đêm, trường mới có mặt ở nhà. Người đầy mồ hôi, gian đi không được bình thường, có vẻ đây là một ngày hoạt động quá công sức của gã. Lê cái thân thể mệt mỏi ấy vào nhà, ngay lập tức Dương đã chửi một tràng dài. Anh đi đâu? Làm gì mà giờ này mới về? Anh biết mấy giờ rồi không? Anh có biết tôi và con đợi anh bao lâu ở nhà không? Anh có biết nay chuyện gì đã xảy ra với tôi hay không? Hay anh chỉ biết công việc của anh Chẳng quan tâm vợ con làm gì Nghĩ gì, bị gì hả Anh làm chồng thế mà được à Em sao thế Sao thế, anh chỉ biết hỏi vậy thôi à Anh đúng là cái loại vô tâm Cút đi cho khuất mắt tôi Thay giường có vẻ cọc cằn Khác hẳn mọi khi Trường chẳng dám nói gì thêm nữa Lặng lặng lên phòng thay quần áo tắm rửa Rồi quay trở xuống ngồi bên cạnh Dương Mà vuốt ve xoa dịu Hôm nay em có chuyện gì Bình tĩnh, từ từ kể cho anh nghe đi Đừng quát lên như thế Còn nó đang ngủ Dương òa khóc Bao nhiêu ấm ức Khó chịu trong người cô Phát tiết hết ra ngoài Bằng những dòng nước mắt nghẹn ngào Em mất việc rồi Em... em... Dương nấc lên từng hồi Trường ôm cô vào lòng Nhẹ nhàng nói Em đừng lo Tạm thời cơ nhà chăm lo cho con cái nhà cửa Còn lại để anh Anh nuôi hai mẹ con em được mà Dương ôm chặt lấy chồng Cô bắt đầu có lại được sự an ủi phần nào Sáng hôm sau, kiếp nạn của Trương mới chính thức ập đến. Gã đang tập trung soạn đốt đóng hồ sơ giấy tờ để nộp cho trưởng phòng, thì thấy bà Thương lật đật bước ra ngoài. Gã muốn chào hỏi và nói chuyện với nhân tình vài câu nên cũng đi theo. Nào ngờ trông thấy bà ta đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Cả hai leo lên chiếc taxi rồi đi dọc theo con đường lớn. Đánh giá sơ bộ thì người đó trông khá cao to và khỏe mạnh, lại lịch thiệp và có phần sang trọng khác xa gã quê mùa như trường. Trường tò mò lắm, gã gọi chiếc xe ôm đang đậu ngay gần đó, nhờ tài xế đuổi theo chiếc taxi vừa rồi. Gã không quên nhờ đồng nghiệp xin phép cho vắng mặt một lát. Giờ người ấy giúp mình đốt tiếp việc còn gian dở. Cúp máy, gã liên tục thúc giục bác tài chạy nhanh. Nhanh, nhanh lên bác tài ơi, nhanh kẻo mất dấu bây giờ. Cậu cứ bình tĩnh, xe cổ đông như thế này, làm sao mà nhanh được. Gã cứ bám theo chiếc ô tô đó, cho tới khi nó dừng lại ở trước cửa khách sạn mà bà thương hay dắt gã đến mọi lần bực lắm gã vẫn muốn xem họ đang làm gì dù biết trước bản thân sẽ thất vọng nhưng không muốn dừng lại là khách quen nên trường qua ai của lê tân khá dễ gã chờ đợi một lúc theo thói quen của bà thương gã biết chắc rằng bà ta sẽ phải tắm rửa trước khi hành sự gã vẫn đợi vẫn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng con gà để trứng vàng này sẽ không bỏ gã mà theo người khác vì gã biết bản thân không thể chấp nhận điều đó, không thể mất đi tất cả, thu nhập, xe hơi, tiền tài, vật chất đều do bà Thương ban cho. Hôm nay có kẻ lại đang lâm le, tước đoạt chúng từ gã. Chẳng biết lúc đó gã nghĩ gì, xuống lễ tân gọi một đĩa hoa quả chưa gọt, mượn thêm con dao với lý do, mang lên phòng, khi nào thích thì bổ ra ăn sau. Khách quen nên họ chẳng thể từ chối. Trường gõ cửa. Cọc cọc cọc. Người đàn ông khi nãy từ trong phòng bước ra mở cửa. Ai đấy? Tôi, nhân viên khách sạn. Tôi mang chút đồ lên cho phòng mình ạ. À. Chờ kẻ kia không để ý. Gã đẩy mạnh cánh cửa xông vào bên trong. Bà Thương đang không có mảnh vải che thân. Giật mình kéo chăn che kín cơ thể. Người đàn ông mà bà ta dắt vào đây. Trên người cũng chỉ quấn tạm cái khăn tắm. Chị, chị làm gì thế này? Không phải chị nói với tôi rằng, ngoài chồng chị, chị chỉ có một mình tôi sao hả? Trường, Sao cậu lại ở đây Chị đừng lãng tránh câu hỏi của tôi Chị nói đi Tôi... À, tôi... Hôm qua chúng ta vẫn còn ân ái Mà sao bây giờ lại thành ra thế này Bực mình vì đang vui Thì bị phá đám Trường lại cứ lên giọng Giống như là gã chồng của bà ta Đang đi đánh ghen vậy Bà thương trở mặt quá Cậu là cái thá gì Mà nói chuyện với tôi kiểu đó Tôi... Quen ai là quyền của tôi Đi với ai Ngủ với ai là quyền của tôi Cậu làm gì có tư cách lên mặt với tôi Chị, chị, tôi làm sao? Tôi có thể cho cậu tất cả, thì tôi cũng có thể lấy đi toàn bộ chúng từ cậu. Nào, cậu muốn tiếp tục giữ mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với tôi. Cậu chọn đi. Trường quay qua nhìn người đàn ông lạ mặt kia, hắn lên tiếng trấn tỉnh gã. Bình tĩnh đi cậu trai trẻ, cậu cũng có phải chồng người ta đâu mà sồn sồn lên thế. Cũng là đồng nghiệp với nhau cả, việc gì mà phải quá lên. Cái thái độ triêu người và giọng nói mỉa mai của hắn làm cho trường không kiềm chế nổi cảm xúc cậu ném mạnh đĩa hoa quả xuống đất tay làm lầm còn dao nhọn mày nói gì nói lại tao nghe xem nào cậu cậu bình tĩnh trường bình tĩnh lại nghe chị bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à các người nói tôi bình tĩnh à thôi tôi đang rất bình tĩnh đây còn chó này mày cướp chén cơm của ông à trường lao về phía cả đàn ông kia ông ta sợ hãi cố gắng mở cửa nhưng chân tay cứ run như cày sấy mãi mới mở được và chạy ra ngoài hành lang tay vẫn cố giữ chặt chiếc khăn tắm kẻo tuột mồm kêu la oai oái cứu cứu với có thằng muốn giết người cứu cứu tôi trường nhanh chóng đuổi kịp hắn gã đâm liên tiếp ba bốn nhát dao vào sau lưng người đàn ông đó tiếng kêu cứu dần im bặt thay vào đó là tiếng hét thất thanh từ những phòng bên cạnh gã điên loạn chẳng kiểm soát nổi bản thân nữa ghen tuông mù quáng sợ đánh mất đi lợi lộc vật chất đã biến gã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, dẫn tâm tước đi mạng sống của người khác. Trường hốt hoảng, ngồi im bần thần, gã không biết, không hiểu bản thân vừa làm điều ngu ngốc gì. Bà thương sợ quá, chẳng dám đến xem hai gã nhân tình xử lý nhau như thế nào, lặng lặng chuồn mất. Chỉ còn lại một mình trường, gã vẫn đang hoang mang trước cảnh tượng trước mắt. Đến lúc trường đủ bình tĩnh, thì bên cạnh cậu là hai ông bảo vệ, họ đứng đó giữ cầu lại hiện trường trong khi chờ cảnh sát tới gã nhanh chóng bị bắt và chờ xét xử sau vụ đó may mà người đàn ông kia không chết trường bị xử hơn chục năm tù đền bù thiệt hại cho nạn nhân khiến gã phải bán hết tài sản đi mới xuể gia đình ba người hạnh phúc giờ chẳng còn gì dương biết tình đã ôm theo ít tiền mặt còn lại gửi thằng tí về cho ông bà nội rồi bỏ đi biệt tích cô ta chẳng muốn ở lại chẳng muốn chờ đợi một người chồng tù tội không có tương lai chẳng muốn nuôi con một mình ả à đã quen với dung lụa với giàu sang với những vật chất xa hoa mà lão tình nhân già đem lại thiếu nó cô chẳng thể sống được cô bồn bà khắp nơi luôn tìm việc ở những công ty lớn lừa gặp với mấy lão đại gia hoặc vài chàng công tử nhà giàu mong vào sự chu cấp của họ để mà có tiền tiêu xài hưởng thụ cũng trong một lần như thế khi Dương đang phục vụ cho một lão dân tình già, ngang đến tuổi bố mình, cô ả bị vợ lão ta phát hiện, đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bị bà ta thuê người hắt cho một bát axit vào mặt, hủy hoại gần như toàn bộ dung nhan mà cô ả luôn tự hào, cắt đứt cái cần câu cơm của cô ta. Chán nản, đau đớn, chẳng biết kêu ai, vừa nghĩ, giờ mà về quê thì hàng xóm láng giềng, người ta khi cho cũng chẳng sống nổi, nhục lắm mà cố bám trụ ở đây thì biết làm gì để có cơm mà đổ vào mồm. Bản thân mình thì chẳng thể chịu khổ được, ăn sung mặt sướng quen rồi. Cuối cùng cô ta quyết định chết, chết đi chứ sống làm gì nữa. Cô ta chẳng còn gì, đến cái gương mặt xinh đẹp cũng đã mất thì còn thiết sống làm gì nữa. Dương tìm đến một cây cầu rồi gieo mình xuống dòng sông. Chẳng chết cô được người dân cứu sống nhưng đầu óc cũng chẳng còn bình thường. Giờ đang sống lây lắc ở bệnh viện tâm thần. Xét cho cùng, người đáng thương nhất chính là thằng Tí. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những thứ như thế. Nó vốn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, sung túc, một tuổi thơ thật đẹp. Nhưng chỉ vì cả cha lẫn mẹ nó đều tha hóa, biến chất, quen ăn sung mặt sướng mà quên đi cái cội, cái ngù của mình. Tham lam, sân si vật chất, tiền tài dục vọng để đánh mất đi cả cuộc đời. Rõ khổ trong một ngôi biệt thự xa hoa hai vợ chồng ông hưởng đang ngồi cùng nhau ăn bữa cơm chiều lâu lắm rồi họ không có những khoảnh khắc như vậy sau một biến cố lớn với tình dân họ cảm thấy bản thân cần dành chút thời gian cho gia đình kỳ lạ thật một cuộc hôn nhân chẳng ràng buộc cũng không hạnh phúc nhưng lại vô cùng an toàn giữa họ chưa bao giờ có tình yêu chỉ có nghĩa vụ sự lạnh nhạt trong từng cử chỉ hành động đã nói lên tất cả chỉ có lớp vỏ bọc hào nhoáng và thân thiện khi có ai nhìn vào sẽ khiến người ta lầm tưởng về một gia đình hoàn hảo mỗi kẻ một sở thích riêng một lối sống một cuộc đời chỉ có điều họ bị khóa chặt với nhau bởi một sợi dây vô hình mà định kiến xã hội và hai bên gia đình đã tạo ra họ chẳng mảy may quan tâm đến những thứ mình đã vứt bỏ chỉ chăm chú tìm kiếm cho mình những người tình mới mẻ trẻ hơn khỏe hơn giúp bản thân thỏa mãn cái ham muốn cái khao khát họ giàu họ có quyền chăng không hoàn toàn sai thế nhưng cái xã hội đồng tiền này lại đang vận hành theo những điều sai trái như thế đấy Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Mối tình đầu của tôi Của tác giả Nguyễn Thái Sơn Truyền được phát trên kênh Cô Trinh Nếu yêu có nghĩa là thương, là hờn, là giận, là ghen tuông thì chắc chắn tôi là người biết yêu sớm nhất trường gian. Tôi yêu từ năm lên sáu khi đang học vỡ lòng. Người tôi yêu tên Hiền, cô bé xinh đẹp nhất trên đời, cùng học lớp vỡ lòng, cũng là người hàng xóm của tôi. Lớp vỡ lòng do thầy Tuân đảm trách, nhà thầy Tuân ở cùng phố với tôi và Hiền, phố Lê Bình. Đó là một ông già béo vịt, hói và lùn. Đặc biệt thầy có cái mũi rất to, sần sùi, đỏ như một trái cà chua. Cái mũi của thầy Tuân rất nhạy cảm. Mỗi khi thầy giận, nó nở to một cách khủng khiếp, sần tấy lên, sạm đen lại, hệt một quả cam sành. Cái mũi của thầy là nỗi sợ hãi, ám ảnh ghê gớm đối với tất cả lũ trẻ chúng tôi, nhất là Hiền. Không hiểu vì sao thầy Tuân không ưa Hiền, thầy hay soi mói để ý cô bé nhiều hơn so với những học trò khác. Có lẽ là do hiền quá xinh đẹp, quá nổi bật với cái dáng cao gầy, mảnh khảnh quá khổ. Với nữa, lúc nào hiền cũng mặc váy, đặc biệt là luôn cài một cái chiếc băng đô đỏ trên đầu. Vợ thầy Tuân bán nước mắm ngoài chợ, chắc chắn đó là nỗi xấu hổ lớn lao trong cuộc đời thầy. Bởi thế, thầy Tuân đặc biệt dị ứng với cụm từ bán nước mắm. Một hôm, Hiền đang mãi chơi với một con bọ cam xanh biếc, rất dễ thương. Tình cờ bay đến chỗ cô, thì thầy Tuân nhìn thấy, thầy gọi cô lên bảng. Năm cộng năm bằng mấy? Thầy hỏi, thưa thầy, bằng mười Hiền lúng túng, mấy? Thầy quát, thưa thầy, mười một. Cái mũi của thầy bắt đầu ửng lên, chành ra, thầy tuân bác hiền đặt hai bàn tay lên bàn thầy cầm một cái thước gỗ to đen bóng dứ dứ nhịp theo mỗi câu hỏi cái thước ấy đã bao lần thầy vụt vào mông vào người vào tay chúng tôi đau lắm đó là hình phạt hải hùng nhất đối với bất cứ ai tay nào bác bỏ? nói tại sao không thuộc bài mặt hiền xanh mét toàn thân run bắn cái thước trong tay thầy tuân giơ lên thật cao nói hiền có rúm người nước từ đâu đó chảy xuống đôi chân để trần của cô hai giọng sáng loáng tuần bán nước mắm tôi hét lên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa chỉ biết trước khi trận mưa thước vụt vào đầu vào người tôi chợt nhìn thấy cái mũi của thầy bỗng nở to lên một cách khủng khiếp đỏ tái lên rồi tím đen lại thầy nhìn tôi trần trần, cái nhìn của kẻ chưa thấy ma bao giờ nhưng tôi không thèm bận tâm Tôi nhìn thấy đôi chân trắng ngần lấp lánh nước vụt chạy ra xa. Nàng không yêu tôi, nàng hờ hững một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù vậy, tình yêu của tôi dành cho nàng không vì thế mà vơi cạn, ngược lại, tôi càng ngày yêu nàng say đắm và có lẽ, tình yêu của tôi đã có thể được đền đáp nếu như hắn không xuất hiện. Hắn đã chen vào giữa hai chúng tôi, trở thành nhân vật chính đẩy tôi ra rìa. Hè năm sau, chia tay lớp vỡ lòng khủng khiếp, chúng tôi cùng lên lớp 1. Hắn bỗng nhiên xuất hiện trong khu phố chúng tôi. Quần sót, áo cải caro đen trắng, gương mặt điển trai, ra dáng thị thành. Đây là tất cả những gì tôi cảm nhận khi lần đầu tiên gặp hắn. Đó là một buổi chiều định mệnh. Chúng tôi, tôi và nàng đang bên nhau chuẩn bị chơi trò mẹ con. Hắn xuất hiện, rất tự nhiên, với một cục đất sét màu vàng nâu trên tay, và lời đề nghị được cùng chơi. Sau màn giới thiệu tên, hắn chê trò chơi mẹ con của chúng tôi không hay, nặng đất sét hay hơn, rồi ngay lập tức hắn véo một cục đất sét nhỏ, bắt đầu vê, nặng. Mười ngón tay của hắn như có ma, cục đất sét trong tay hắn thoáng chốc đã trở thành con hu có cái cổ cao nhọng. Lại nữa, chỉ một loáng sau, một cục sét nhỏ khác đã biến thành một chú chó, một chú chó gầy trơ xương ốm tòng teo trông thật đáng thương nhưng cực kỳ sinh động tớ thích một con bướm cơ nàng nói ngay lập tức một con bướm có đôi cánh mỏng tan hai cái râu dài được đặt trịnh trọng trước mặt nàng con bướm sống động đến nỗi như nó sắp sửa vỗ cánh bay lên ôi mê tơi nàng thốt lên có một cái gì đó đang vò xé trái tim tôi làm tôi đau đớn cực kỳ Tôi nhìn hắn, nhìn những con vật bằng đất sét, hăng nặng rất đẹp và sống động, rồi nhìn nàng đang tròn xoe mắt ngắm nhìn chú bướm, chợt nhận ra tôi đã mất nàng. Trẻ con vốn trong trẻo và tốt bụng, bởi thế trong tôi không chứa chất tình cảm đố kỵ, ganh ghét, nhưng tôi cảm nhận rất rõ mình vừa bị tước mất một thứ gì đó thật ý nghĩa, thật lớn lao. Cảm giác đó làm tôi đau nhói và buồn vô hạn. Ít nhất, thì buổi chiều hôm đó tôi đã không thể chơi trò mẹ con cùng nàng trò chơi mà lúc nào tôi cũng thấy thích thú và đầy hứng khởi nàng là mẹ tôi làm bố tất nhiên con là một cuộn vải nhỏ được chúng tôi tự làm trong hệt một chú búp bê có khăn quàng đỏ ở cổ hẳn hoi tôi lấy một chiếc chiếu đôi uống vòm cong làm nhà ba chúng tôi bố mẹ và con ở trong nhà nấu cơm hoặc khâu vá, hoặc làm bất kỳ chuyện gì đó. Chơi chán, nàng nằm ru con ngủ. Những lúc đó, tôi bỏ ra ngoài, đi loanh quanh lăng xăng, ngó nghiện lần láo, hệt như một chú gà trống hay một con sói. Trong còi cái tổ ấm của mình, tôi thích nhất trò chơi đó, bởi chỉ có tôi và nàng tham gia, chỉ duy nhất mình tôi được ở bên nàng. Với nữa, khi đi loanh quanh nhà, canh chừng mẹ con nàng ngủ tôi cảm thấy mình thực sự là kẻ mạnh mẽ, đầy uy lực, đang làm một công việc hết sức trọng đại và trách nhiệm. Có một lần, nàng nằm ru con và ngủ quên. Đó là một buổi chiều hè không oi nắng như mọi buổi chiều hè miền Trung khác. Và có gió nữa, cần gió nồm mát rượi hiếm hoi. Nàng nằm ngủ trong tư thế thoải mái, tự nhiên, chân co, chân duỗi váy nàng tóc ngược lên, nàng không mặc quần lót, tôi đang đi tuần tra quanh nhà thấy im ắng quá nên chui vào kiểm tra và tôi nhìn thấy một cái gì đó thật chói lọi huy hoàng đầy sức quyến rũ mê hoặc đập vào mắt tôi nó thật lộng lẫy nguy nga nó thôi miên cái nhìn của tôi chẳng thể nào dứt ra được nó như một miền đồi lùm lùm hơi vô cao bạc ngàn giữa đôi chân trắng ngọc của nàng nó có màu hồng nhạt hơi hé mở bí ẩn Diệu huyền như khe suối trong vắt giữa rừng đại ngàn, buổi ban mai, sương che mờ tỏ, ngát hương thơm, mùi hương kỳ bí, ngay ngất của muôn vàng cây cỏ, lá hoa. Nó rất gợi, vừa sống động vừa trữ tình, như mời gọi, lại vừa bí ẩn xa xôi, ngăn cách. Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi miên man, tôi đã từng ngẩn ngơ trước vẻ lộng lẫy, sặc sở của chú bướm ma, ánh mắt thao thiết của con chim én trước gió xuân hay dáng vẻ e ấp của bông hồng vừa hé nụ cả cái dáng nghiêng nghiêng cong vút điệu đà hết mực của chú cá rô thia bảy màu vô diễn trước bạn tình nhưng quả thực chưa từng có một thứ gì đó mang lại cảm xúc mãnh liệt đến nghẹn ngào cho tôi như cái đó của nàng cho mãi đến sau này khi đã lớn khôn đã trở thành một người đàn ông thực sự tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy báo vật của nàng và khi đã trở thành một nhà địa chất thực thụ, có dịp đi khắp mọi nơi, có dịp chiêm ngưỡng muôn vàng cảnh tự thiên nhiên kỳ vĩ, huyền bí, ở tận miền rừng sâu, núi thẳm, chưa có dấu chân người, một miền thảo nguyên bạc ngàn hoa dại, rực vàng miên mang, một khe suối nguồn trong vắt, trình trắng, một thác nước hùng vĩ, ào ạt, từ trên trời đổ xuống, vẫn không có gì có thể gây cho tôi cảm xúc mãnh liệt, dạt dào, như khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của nàng tuổi thơ tôi gắn với nàng bởi rất nhiều những trò chơi cuối dãy phố chúng tôi ở có một gốc ngã tư ở đó có một khoảng đất trống có vòi nước công cộng mà mỗi sáng mỗi chiều tối người trong phố thường ra xếp hàng gánh nước cột nước cũng là một cái cột móc xây bằng xi măng hình trụ tứ diện cây cột được xây từ lâu lắm rồi củ xì, giảng thính. Trên cột có ghi hàng chữ TBHA BRCB. Chẳng biết sao, tất cả lũ trẻ trong phố chúng tôi đều đọc là thằng Pháp hay ăn bún rau cháo phở. Cây cột mốc ấy, ngoài tôi ra, chẳng ai để ý. Góc ngã tư có cái cột đèn, cũng bằng xi măng, xám mốc, cũ kỹ. Trên có ngọn đèn tròn, tối tối, buông một thứ ánh sáng tù mù, vàng ệt. Buổi tối, bọn trẻ chúng tôi thường tập trung chơi ở đó. Thôi thì đủ trò, đánh trận giả, đánh chuyện chắc, rồng rắn, bịt mắt bắt dê. Đôi khi, lũ con gái tụ tập múa hát. Cũng hiếm hoi bởi mỗi lần múa hát, chúng phải chờ cha tôi đệm đàn. Cha tôi có cây đàn mandolin, có nhiều dây bằng sợi thép lấy ra từ dây phanh xe đạp. Nhưng tiếng đàn nghe vật rất hay. Là là rê mi rê quạt bài Sòn Sòn Sòn, Đô Sòn, Sòn Sòn Sòn, Đô Rê. Tiếng đạn réo rắt âm vang, lũ con gái múa rất dẻo, rất đẹp. Mỗi lần như thế, bọn con trai chúng tôi thường bỏ chơi trận giả hoặc kéo co, kéo đánh bu quanh bọn con gái xem. Cả những người đi đường cũng vậy, vui đáo để. Tôi không thích múa hát, nhưng vì nàng là nhân vật trung tâm, bao giờ cũng vậy, đôi chân dài thẳng băng như chân xíu, chiếc váy xinh xắn, chiếc băng đô đỏ cài trên đầu. Nên lần nào tôi cũng có mặt, thậm chí còn biểu lộ ra mặt niềm tự hào vì mình là bạn của nàng nữa, mỗi khi có ai đó chỉ trỏ, hỏi han. Tất cả những trò chơi vui vẻ đối với tôi đều trở nên nhạt nhẽo, chán ngắt từ khi hắn xuất hiện. Nàng quá ngưỡng mộ tài năng của hắn bởi thế, trong mắt nàng giờ đây, tôi hầu như không còn tồn tại. Tôi ghen với hắn, tôi giận nàng, sâu thẳm trong tâm hồn tôi là một nỗi buồn vô tận, ngày một lớn dần lên. Tôi là một cậu bé con, tâm hồn tôi trong sáng, bởi thế, lòng tôi không biết căm thù, chưa bao giờ tôi có ý định trả thù nàng hoặc hắn, nhưng tôi buồn lắm, tôi ghét nàng nên giận bỏ tất cả những cuộc chơi có nàng tham dự. Nhưng tôi càng nhớ nàng nhiều hơn Nhớ trò chơi mẹ con nhiều hơn Chuyện buồn vui của tôi chấm dứt nhanh chóng Vì chiến tranh bùng nổ Những chiếc máy bay phản lực của giặc Mỹ Dữ tợn xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời Tiếng gầm rú của nó như xé toàn mọi thứ Bom đạn đổ ầm ầm Nhà cửa đường xá bị phá hoại Người chết, người bị thương rất nhiều Chúng tôi được lệnh đi sơ tán cấp. Tôi theo cha mẹ lên sinh sống ở một vùng sơn cước là nơi mà cha tôi xin được một chân dạy học. Từ đó, bạc tin nàng. Một năm sau, từ nơi sơ tán, có lần tôi trốn học tìm về khu phố nhỏ của tôi. Nói một cách thi vị là tôi tìm về nơi tuổi thơ bình yên của tôi, tìm về với nàng, với tình yêu của tôi. Không hòa, bởi nếu không như thế, sao một đứa trẻ 8 tuổi học lớp 2 như tôi lại dám bỏ học đi bộ mười mấy cây số, dằn vặt cả ngày dưới bom đạn chỉ để về thăm lại chốn xưa. Thị xã Hà Tĩnh quê tôi, cái thị xã bé như lòng bàn tay, như sau này chúng tôi vẫn nói, lúc đó đối với tôi là cực kỳ đẹp, thơ mộng và lớn nữa. Tuổi thơ tôi chưa kịp đi hết chu vi thị xã, nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã có dịp được đi xem phim ở rạp chiếu bóng, xem kịch ở nhà hát hay xem đá bóng ở sân vận động trung tâm nhưng giờ đây chẳng còn gì nữa tất cả đều đổ nát tất cả đều bị san bằng bởi bom đạn mỹ tôi chạy như bay băng qua những con phố không còn thấy bóng người phố lê bình của tôi đây rồi nhưng nhà tôi nhà nàng và những căn nhà khác cả nhà thầy tuân nữa đã cháy rụi bừa bộn tan hoang tôi đứng ngó trần trần cái khoảng không trống vắng trước mặt giờ chỉ còn là hai cái nền đất một lúc rất lâu không thấy nàng nàng đã không xuất hiện như trong truyện cổ tích như tôi vẫn thầm mong trong suốt quãng đường 15 cây số từ nơi sơ tán chạy về đây nhà cửa không còn cây cột điện gãy ngang đổ sập xuống trời những cọng sắt đen sì chỉ duy nhất cây cột thằng pháp hay ăn vẫn còn nguyên vẹn như một chứng tích tiếng mây bay gặm rú đâu đó trên bầu trời các tôi về với thực tại, tôi cắm đầu chạy một mạch trở về. Thời gian trôi đi, chiến tranh cứ kéo dài mãi. Nàng, mối tình đầu của tôi, tuổi thơ bé bỏng của tôi, khép dần vào đâu đó, một góc sâu kín nhất trong tâm hồn tôi. Cả hắn nữa, tôi chỉ còn nhớ hắn tên Thành, đẹp trai và có tài vắt đất sét. Năm 1972, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông tôi nhập ngũ đơn vị tôi đang nhập thuộc tổng đội thanh niên xung phong năm năm hai ngày nhập ngũ trong đám tân binh đông như hội tôi chợt nhìn thấy hiền cô nổi bật lên giữa đám đông bởi dáng người cao như xíu không lẫn vào đâu được tim tôi đập rộn ràng một cảm giác rất lạ tràn ngập trong tôi thứ cảm giác giống như ai đó bị mất của gia bảo sau nhiều năm bỗng nhìn thấy hiền vẫn xinh đẹp như hiền của tôi năm nào tuy nước da có phần rám nắng nhưng trông có vẻ rắn rỏi tự tin hơn trong bộ đồng phục thanh niên xung phong tôi len lỏi băng qua đồng đội gần như chạy lại với hiền bước chân tôi bỗng khựng lại trước mắt tôi không chỉ có hiền mà còn có cả hắn nữa thằng thành tôi nhận ra ngay hắn thành bây giờ khác hẳn đã là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh và vẫn đẹp trai như xưa nhưng tôi chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là thành và nữa nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau tôi thầm đoán chuyện gì đã xảy ra giữa họ rất may là tôi đã kịp ngăn lại tiếng hét gọi tên hiền đang sắp vọt ra từ lồng ngực cháy bỏng của mình rất may là cả hai đều không nhận ra tôi mặc cho tôi vẫn đứng như trời trồng ngay trước mắt dương cặp mắt thô lú lom khom nhìn họ Sau một đợt huấn luyện ngắn, cả tôi, Hiền và Thành được điều về một trung đội, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Lý do là cấp trên sắp xếp trung đội 2, trung đội chúng tôi, toàn dân thị xã, trung đội có 4 tiểu đội, 3 nữ, 1 nam. Bởi thế, tôi và Thành cùng ở chung một láng, ngủ chung một sạp, cùng sinh hoạt với nhau. Trung đội tôi, B2, là trung đội độc lập, có nhiệm vụ độc lập là bảo vệ ngầm đá bạc một vị trí trọng yếu trên tuyến đường 21 giữa đại ngàn Trường Sơn. Dạo đó quốc lộ 1, con đường huyết mạch Bắc Nam hầu như bị bom Mỹ đánh phá hoàn toàn. Bởi thế, tất cả súng đạn, quân trang, lương thực, thực phẩm, tiếp viện cho chiến trường đều phải đi trên đường Trường Sơn. Chính quyền Mỹ cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng chiến lược của con đường này nên quyết tâm đánh phá. Hàng trăm ngàn tấn bom đạn đổ xuống bất kể ngày đêm thanh niên chúng tôi sát cánh cùng bộ đội chủ lực chia nhau bảo vệ những cung đường trọng yếu bắn trả máy bay giặc săn lấp sửa chữa những đoạn đường bị tàn phá giặc đến là bắn giặc đi là sửa đường khẩu hiệu thông đường là tất cả là nhiệm vụ tối cao láng tiểu đội 1 của tôi và thành nằm trên cao phía hữu ngạn lan nữ ở phía dưới phía tảng ngạn cách nhau bởi con suối nhỏ chảy qua ngầm đá bạc hàng ngày chúng tôi ra mặt đường với đủ trăm công nghìn việc. Chiều tối, mọi người mới trở về láng tắm rửa, nghỉ ngơi. Đó là khi không có máy bay địch đánh phá. Nếu có lũ giặc đến, thì bất kể ngày đêm, chúng tôi vẫn có mặt trên đường. Tiểu đội tôi, tiểu đội pháo 12 ly 7, có nhiệm vụ chính là bắn máy bay, ngăn cản và tiêu diệt địch. Tùy thế, bất cứ lúc nào rảnh rỗi là chúng tôi lại có mặt cùng chị em thông đường, tay súng, tay sẻn, cả trung đội lúc nào cũng như đang tư thế xung phong. Công việc cực nhọc, gian nan và đầy bất trắc, nguy hiểm. Sự sống, cái chết chỉ có ranh giới mong manh. Bởi vậy cái tôi của mỗi người hầu như không còn chỗ đứng, bị khỏa lấp, hòa tan trong cái chung lớn lao. Ý nghĩa, kiểu như là tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ. Tôi ít nghĩ đến hiền hơn, Mặc dù ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi, hình ảnh cô bé hiền ngày xưa của tôi vẫn không hề phai nhạt. Và tình cảm của tôi với Hiền bây giờ tuy bị dồn nén nhưng vẫn cháy bỏng không nguôi. Tôi vẫn gặp Hiền hàng ngày trong khoảng thời gian nghỉ giải lao hiếm hoi. Hoặc giờ ăn, Hiền trông đen sạm và gầy hơn. Có lẽ cũng như tôi, Hiền và tất cả mọi người nữa đều phải cố gắng, phải nỗ lực với ý chí phi thường mới vượt lên được tất cả, vượt qua chính mình để sống và chiến đấu. Hiền không nhận ra tôi, điều đó làm tôi rất buồn. Có lẽ, có lẽ tôi đã không để lại mảy may ấn tượng trong Hiền, cũng có thể do thời gian trôi qua quá lâu, hơn 10 năm còn gì. Có thể tôi đã rất khác xưa, bằng chứng là thằng Thành cũng chẳng nhận ra tôi. Tôi tự vấn, tự an ủi mình nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi buồn và càng chôn chặt tình yêu của mình cũng như dấu kính thân phận mình trước cả Hiền lẫn Thành. Thời gian trôi đi, tôi và Thành càng trở nên thân thiết. Những đêm nằm cạnh nhau, gác chân lên nhau, cùng dốc bầu tâm sự đã để chúng tôi gần gũi, thân thiết nhau hơn. Giống như tôi, Thành xuất thân trong một gia đình công chức, từ nhỏ chỉ biết chơi bời, học hành. Ba Thành là họa sĩ, làm giám đốc sở văn hóa. Thảo nào mới nhìn thấy Thành lần đầu, tôi đã có linh cảm, hắn là đứa con nhà là cơ quan mà cha mẹ hiện công tác. Ngày chiến tranh bùng nổ, sở văn hóa sơ tán về một vùng quê phía tây bắc thị xã. Từ đó Thành và Hiền cùng sinh sống, học hành với nhau cho đến ngày cùng nhau nhập ngủ. Thời gian với những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò đã đưa tình cảm của hai người vượt qua ranh giới tình bạn lúc nào không hay. Tình yêu đến với họ một cách hết sức hồn nhiên, lặng lẽ, nhưng thật trong sáng tuyệt trần, như là họ sinh ra để yêu nhau để cho nhau vậy. Bởi thế, khi Hiền có giấy gọi nhập ngũ, Thành đã xung phong lên đường ngay, mặc dù với cương vị của ba Thành, ông có thể xin cho hắn hoãn nghĩa vụ để đi học đại học là điều chắc chắn. Ở đơn vị, mối quan hệ tình cảm giữa Thành và Hiền mọi người đều biết rõ, cả cán bộ tiểu đội, trung đội cũng biết, nhưng không hiểu sao không ai chỉ trích hay cấm đoán theo như quy định thời chiến, mà ngược lại, mọi người đều quan tâm ủng hộ, động viên hai người. Có lẽ tình yêu thơ ngây trong sáng của họ đã cảm hóa được mọi người, vượt qua được mọi rào cản, mọi quy chế. Tình yêu của họ có điều gì đó giống như là thứ ánh sáng kỳ diệu, như là một điều tốt đẹp, thơ mộng, một thứ biểu tượng của sự sống trong khung cảnh bom đạn chết chóc đang diễn ra từng phút, từng giây. Cả tôi cũng vậy, trong tôi không hề có cảm xúc ghen tuông với Thành, Thứ cảm xúc mà trước đó 10 năm đã chắc chắn có. Tôi trân trọng, nâng niu tình cảm của Thành và Hiền dành cho nhau. Có lẽ bởi tâm hồn tôi trong sáng một phần. Phần nữa, ở cái nơi mà sự sống, cái chết chỉ là gan tất và sự hy sinh lớn lao vĩ đại của mỗi một con người cho sự nghiệp cách mạng chung đang diễn ra mỗi phút giây thì không thể nào có chỗ cho cái nhỏ nhen tồn tại. Mấy hôm liền, chiều nào cũng rảnh, Bọn Mỹ bận đánh phá tận đẩu đâu mà bỏ quên cung đường của chúng tôi. Mấy bữa nay, cứ chịu đến là thằng Thành trốn tôi đi biệt. Không biết đi đâu. Tôi buồn tay, lây hoay trong láng một lúc rồi cầm cần câu ra suối. Tôi đặt tên cho con suối là suối đá hát. Bởi những đêm trăng sáng, trời trong, tiếng suối nghe như có tiếng hát xa đưa. Con suối chạy qua ngầm đá bạc, không lớn, nhưng nước trong vắt có thể nhìn thấy từng tràn cá bơi tung tăng. Hai bên bờ suối là bạc ngàn cây du, loại cây có tán lá rộng, màu đỏ tím rực rỡ. Đôi khi rảnh rỗi, tôi ra suối, nằm ngửa mình trên một tảng đá to, ngắm nhìn bầu trời trong vắt qua tán lá. Lắng nghe tiếng suối chạy róc rách, nghe như tiếng hát, tận hưởng cái không khí mát lạnh, thơm tho của rừng, của suối giữa buổi trưa hè oi nồng, chan chát nắng, cảm thấy cuộc đời cũng đầy thi vị. Tôi cầm cần câu, nhảy trên những tảng đá trắng, to à, như trâu đầm giữa suối, đi ngược về phía trên, tìm chỗ câu cá. Bỗng tôi nhìn thấy thằng Thành. Nó đang cúi người lúi húi, chăm chú, mà dỗ vật gì. Thỉnh thoảng Thành ngước lên, đưa vật đó lên trời soi, ngắm. Hey làm gì đây? Tôi đập mạnh vai Thành. Ơ, à, Thành giật mình, nhìn tôi tét miệng cười. Thành giơ cho tôi xem chiếc nhẫn mà hắn đang làm dở đó là một chiếc nhẫn làm từ một mảnh máy bay thành nhặt được đâu đó chiếc nhẫn thật đẹp bóng loáng trên mặt nhẫn có khắc hình một đôi chim câu đang tung cánh bay về cùng một hướng giữa có khắc hai chữ th viết hoa Lòng vào nhau nét khắc rất điệu đà tinh xảo nhất là đôi bồ câu tuy nhỏ nhưng thật có hồn thật sống động tôi thầm thán phục tài năng của thành quả thực hắn có đôi bàn tay vàng thế nào đẹp không? Thành hỏi. Tuyệt vời, chắc hiện thích lắm. Tối nay tao sẽ tặng cô ấy. Mày đi câu đi, để tao làm nốt. Tối đó Thành về muộn, mọi người đang ngủ. Hắn lén đi nhẹ trên sạp đến chỗ tôi, để nguyên cả quần áo ướt đậm sương. Thành ôm chặt lấy tôi, không giấu giếm về hạnh phúc. Thế nào? Tôi hỏi. Tuyệt vời, nàng thích lắm, nhưng buồn cười quá. Làm sao? Bọn tao nói chuyện rất lâu Đủ thứ hàm bà lằng Đến đoạn cao trào Tao tặng dẫn cho nàng và nói anh yêu em Tao phải lựa thế xoay chịu Lén đứng lên một hòn đá Rồi hôn Đang êm Bọn tao cảm thấy hòn đá dưới chân cụ cửa Trụi đi Tao mất đà Chới với rồi ngã lăng chiên Đập nguyên bộ súng đạn vô cục đá Đào điến Đào toát có mồ hôi hột Đành chạy vội về đây Tôi bịt miệng cười rung cả sạp Cả tôi với Thành đều lùng chỉ khoảng mét sáu so với hiền còn thấp hơn nửa cái đầu sao từ trước tới giờ mày không trình bày lại chọn thời điểm này mà tỏ tình tôi hỏi hôm nay là sinh nhật tao vẫn biết là tao không cần nói gì thì hiền cũng cảm nhận được tình yêu mà tao dành cho cô ấy cũng như tao cũng cảm nhận được tình yêu hiền dành cho tao thế nhưng giọng thành trầm xuống chiến tranh ác liệt quá sống chết chẳng biết thế nào mà lường tao lo tao linh cảm không, tao sợ điều gì đó. Thành đối lấp lửng, giọng trống vắng xa xăm. Sợ đát gì, sống chết có số. Tôi nói to, cố ý ác lời Thành. Đó là một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Từ sáng sớm tôi đã có mặt ở chòi Trên một ngọn đồi cao, hôm ấy tôi được vân công trực báo động. Có nghĩa là tôi phải ngồi trên chòi quan sát bầu trời thật kỹ. Nếu có máy bay xuất hiện, thì khu cảnh báo động, tùy theo mức độ nguy hiểm mà ra hiệu lệnh để đồng đội biết và sẵn sàng đối phó với giặc. Đó là một ngày hè cháy bỏng như bao ngày hè miền Trung khác. Trời xanh cao, trong vắt, nắng chói chang, rực rỡ. Tôi ngồi trong chòi cát, cái chòi làm bằng tre, lợp lá cỏ, căng mắt dõi nhìn về phía biển đông xanh ngắt, nơi mà máy bay giặc thường bất ngờ xuất hiện. Im ắng quá, suốt từ sáng đến gần trưa, hoàn toàn không có mấy mây tiếng động nào hoàn toàn không có tiếng ầm ì từ xa vọng lại bầu trời cao vội vội xanh ngặt ngặt cả một ngọn gió cũng hiếm hoi không có im ắng đến ngờ từ ngày chiến tranh bùng nổ bầu trời quê hương tôi ít khi được yên tĩnh tiếng máy bay cầm rú tiếng bom đạn đổ uỳnh oàn cả ngày lẫn đêm không lúc nào gớt bởi thế sự im lặng kéo dài hiếm hoi làm tôi cảm thấy ấy náy bồn chồn tôi càng chăm chú quan sát hơn Đêm qua tôi với thằng Thành nói chuyện rất khuya, tùy thế, giờ tôi vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ tí nào. Tôi sợ, tôi lo lắng điều gì đó bất trắc xảy ra và tôi, điều tôi nghi ngại đã đến, tầm trưa ba chấm đen bỗng xuất hiện trên bầu trời phía đông, nó bay rất nhanh, đội hình tam giác, ngay lập tức tôi phát hiện đó là ba chiếc F105, loại máy bay chiến đấu có tốc độ siêu âm. Tôi gõ kẽn báo động nhịp ba liên hồi ba chiếc máy bay nâng độ cao rồi đột ngột bổ nhào tặc 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 tôi nghe tiếng 12 ly 7 của tiểu đội tôi bắn trả cả tiếng cả tùm cả tùm của pháo 37 ly bộ đội chủ lực cũng đồng hiệp lực ba chiếc máy bay F105 thi nhau bổ nhào tiếng bom nổ bình bịch âm y bom rơi rất gần bởi tiếng nổ của nó nghe không chát chúa mà cứ bình bịch y y kinh nghiệm cho tôi biết điều đó trong đội tôi đang bị oanh tạc dưới kia con đường đỏ như máu ẩn lên trong khói bụi mù mịt tiếng 12 ly bảy im bặt tôi lao xuống như điên lũ giặc đã bỏ đi để lại cả một vùng trời đen đặc khói bụi mắt tôi cay xè gần như mù không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì tôi lao về phía ủ pháo 12 ly bảy theo trí nhớ của mình thỉnh thoảng lại vấp vào những cục đá lộn chộn trên mặt đất ngã dúi dụi đau điếng tiếng khóc than gào thét của chị em làm bước chân tôi khựng lại mềm nhũng Thành ơi, Long ơi, Đồng ơi, Vượng ơi, trời ơi đâu cả rồi. Ủ pháo 12 ly 7 của tiểu đội tôi bị sang phẳng, chỉ còn lại khẩu pháo vẫn vương nồng. Đàn đuôi phía bán súng, một người vẫn đứng, hai chân bị lấp, còn lại một nửa thân người không đầu. Hai tay vẫn cầm chặt cò súng, xung quanh ủ pháo, chị em lăn lộn gào khóc, vừa thay nhau đào bới, chỉ còn lại mình tôi là đàn ông duy nhất. Tôi tự biết mình phải cứng rắn lên, không được khóc. Phải rất lâu sau Chúng tôi mới tìm được hết thân xác đồng đội Tiểu đội tôi có 9 người trường tôi còn lại đều hy sinh Một quả bom đã rơi rất gần ụ pháo Tàn sát tất cả Cái xác không đầu kia chính là thằng Thành Nó được khẩu súng che chắn Nên thân hình còn nguyên Nhưng cái đầu bị bay mất Tôi lây hoay mãi không bế được Thành đặt xuống đất Hai bàn tay nó bám quá chặt vào cỏ súng Không thể nào gỡ ra được Một vài đồng đội đến giúp tôi Nhưng vẫn không xong chúng tôi không nở mạnh tay. Cuối cùng, tôi đành gọi Hiền. Hiền hầu như đã ngất xỉu. Tôi phải vừa động viên, vừa dìu Hiền đến bên Thành. Hiền dựa vào tôi, vừa khóc thảm thiết, vừa nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Thành ra khỏi cỏ súng. Thật lạ, Thành như nghe được tiếng Hiền, như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hiền. Những ngón tay của hắn mềm dần, rồi buông lỏng cỏ súng. Tôi đặt Thành bên cạnh những đồng đội khác. Tám người xếp hàng một, thi thể hầu như đầy đủ cả, chỉ duy nhất xác thành thiếu cái đầu cho mãi đến mịt tối vẫn không tìm thấy cái đầu của thành cuối cùng chúng tôi đành phải liệm xác sáng hôm sau cả trung đội bổ đi khắp nơi lục soát mọi xó xỉnh từng cm một rất kỹ vẫn không tìm thấy cái đầu của thành cuối cùng chúng tôi quyết định hạ huyệt một cái huyệt tập thể được đào ở lưng chừng ngọn đồi bạc ngàn hoa sim bạc ngàn nắng và gió khi những cục đất đầu tiên thả xuống hiền bỗng lao xuống huyệt ôm chặt lấy thành phải vất vả lắm tôi mới cõng được hiền lên an ủi động viên mãi hiền mới chịu để yên cho chúng tôi lắp huyệt những ngày tiếp theo trôi qua thật nặng nề khủng khiếp chúng tôi vẫn ra mặt đường nhưng hầu như không ai nói với ai một lời bọn giặc giống như lũ chó căng trộm một miếng rồi dông thẳng không quay lại bởi thế không khí càng ắng lặng nặng nề ái ngại nhất là thái độ của Hiền. Từ khi chôn thằng Thành và đồng đội, Hiền không hề khóc, không hề nói một tiếng nào. Cô đi lang thang như người mất hồn, ánh mắt hoang dại, tóc tai không chảy để xóa bù xù. Trung đội để Hiền ở nhà với tổ bếp, không cho ra mặt đường. Tuy thế, Hiền hoàn toàn được tự do, không ai bắt cô phải làm bất cứ việc gì. Mọi người, ai cũng thương Hiền, ai cũng nhìn Hiền với ánh mắt thương cảm, ái ngại. Ngày thứ ba Buổi chiều Chúng tôi không ra mặt đường Mà ở nhà chuẩn bị cúng tế Lễ mở cửa mã Tôi ngồi trong nhà bếp Đang loay hoay tìm cách cắt cổ con gà trống đầu đàn Bỗng có tiếng thét rợn người Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát Mồ hôi vã như tắm Tôi nhận ra đó chính là tiếng của Hiền Buông vội con gà Tôi lao về phía nhà kho Nơi vừa phát ra tiếng hét Cửa nhà kho mở rộng Trong thứ ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tạ tôi nhìn thấy hiền nằm sóng xoài trên nền đất tôi lây hoay chật vật sóc ngửa hiền lên để bế cô ra ngoài hiền ngất xỉu linh tính mách bảo cho tôi một điều gì đó tôi đảo mắt nhìn quanh tôi bỗng nhìn thấy cái đầu thằng thành cái đầu ngồi chốc ngốc trên đống củi hai mắt vẫn mở trừng trừng lễ mở cửa mã trở thành lễ hoàng tán buổi chiều hôm đó chúng tôi đào huyệt tập thể lên tán lại cái đầu thằng thành đã trở về với thân xác của nó mệt nhọc và rùng rợn nhưng chúng tôi ai nấy an lòng giờ thì các đồng đội đã có thể yên nghỉ vĩnh hằng ngôi mộ được đắp rất lớn và chúng tôi đã trồng lên rất nhiều bụi hoa sim loại hoa có màu tím ngát đến xe lòng sau bữa đó Hiền lên cơn điên thực sự không tỉnh lại lần nào suốt ngày hiền chỉ múa hát cười nói huyên thuyên tôi đau đớn nhìn hiền đôi mắt đen lấy tình tứ của em ngày nào nay trở nên hoang dại vô hồn Mái tóc dài đen mượt điệu đà, bởi chiếc băng đô được cài rất khéo, giờ sổ tung ra, bù xù, cáo bẩn, cài rất ẩu những bông hoa dại đủ màu. Một tuần sau, bệnh tình của Hiền ngày thêm trầm trọng, chúng tôi quyết định đưa cô vào bệnh viện. Kể từ khi Hiền rời đơn vị, tôi như kẻ vô hồn, tiểu đội tôi đã được bổ sung quân số, lại đủ chín người như cũ, nhưng vợ sao tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ, tôi vẫn chiến đấu vẫn ra mặt đường vẫn hăng say công tác nhưng có lẽ đó chỉ là con người máy trong tôi hoạt động chứ không phải con người thực của tôi tôi không còn là tôi nữa cảm giác thật trống rỗng chơi vơi rất may là tôi đã sớm thoát ra tình cảnh đó một biến cố lớn bất ngờ xảy ra ngừng bắn sau thất bại chiến dịch điện biên phủ trên không người mỹ buộc phải tuyên bố từ bỏ chiến tranh phá hoại miền bắc thật đau lòng và tiếc thương cho thành và hiền hòa bình lặp lại chỉ sau cái chết của thành một thời gian rất ngắn chiến tranh kết thúc tôi may mắn được đơn vị cho đi học văn hóa rồi sang liên xô cũ học đại học cuộc đời tôi bước sang trăng mới trước khi ra hà nội nhiều lần tôi đến thăm hiền ở bệnh viện bệnh tình của hiền có tiến triển sức khỏe có khá hơn tinh thần cũng tỉnh táo hơn tôi nói với hiền rằng tôi phải chia tay em để đi học xa lâu ngày hiền cố gắng giữ gìn sức khỏe chăm uống thuốc để mau lành bệnh. Hiền nhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt biểu hiện sự xúc động. Cái nhìn con hồn đó đã tạo cho tôi một niềm hy vọng, dù rất mong manh về khả năng lành bệnh của Hiền. Những năm học ở nước ngoài, tôi vẫn giỏi theo Hiền. Mẹ tôi cho biết Hiền đã đỡ nhiều, đã xuất viện. Một lần khác, mẹ tôi bảo Hiền đang học cao đẳng sư phạm ở tỉnh, nhưng rất khó khăn vì thỉnh thoảng vẫn phải nhập viện bởi bệnh cũ tái phát. Đến sau ngày giải phóng năm 1975, Hiền về quê cùng với gia đình, đầu tận miền Nam. Từ đó, tôi không hay biết gì về Hiền nữa. Năm 1979, tôi tốt nghiệp ra trường, trở về Việt Nam với tấm bằng kỹ sư địa chất Hạng U. Thời gian đó, miền Nam vừa mới được giải phóng, đang rất cần những cán bộ như tôi. Bởi vậy, tôi xung phong đi Nam, nhận công tác tại Liên đoàn địa chất số 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến là thành phố nhưng công việc địa chất thì chủ yếu là ở núi rừng một năm có hai mùa thì suốt cả sáu tháng mùa khô chúng tôi phải lăn lộn theo những tuyến lộ trình khảo sát thực địa khắp mọi nơi từ miệt rừng sâu suối thẳm cho đến tận vùng hải đảo xa xôi tôi được cử làm đội phó đội thực địa miền đông địa bàn của chúng tôi chủ yếu là miền núi rừng đông nam bộ bao gồm các tỉnh đồng nai thuận hải lâm đồng trong một chuyến công tác tôi ghé thăm hiền và gia đình cô đang sinh sống ở thuận hải địa chỉ mà tôi lần mò kiếm được ở quê Trước khi vào Nam nhận công tác Tiếp tôi là anh Hải, anh Ruột Hiền Chúng tôi đã quen nhau từ trước Tôi đã gặp anh vài lần khi đến thăm Hiền ở bệnh viện Hãy kể tôi nghe Sau năm 1975 Gia đình anh trở về đây Là nơi quê cha đất tổ Sinh cơ lập nghiệp Thời gian đầu bệnh tình của Hiền có khá hơn Cô tiếp tục theo học cao đẳng sư phạm Vài năm sau Ba mẹ mất bệnh của Hiền lại tái phát, hãy đưa Hiền đi khắp nơi điều trị, hết bệnh viện này, bệnh viện nọ, đến Thầy Lan này, Thầy Lan kia, bệnh vẫn không dứt, hãy phải bán dần già nhà, nhà cửa, ruộng vườn để trị bệnh cho em. về sao có người mắt ở miền Bảo Lộc, Lâm Đồng có ông thầy thuốc người dân tộc Ca Ho chữa bệnh rất hay, hãy cơm đụng cơm nắm đưa em lên đó nhờ cậy. Đó là một vùng núi rừng sâu thẳm, chỉ có người dân tộc sinh sống họ tốt bụng và hiền lành không khí lại tĩnh lặng yên bình nên hãy yên tâm để hiền ở lại mỗi năm vài lần hãy bỏ công chuyện làm ăn ở nhà lên bảo lộc thăm em thời gian đầu bệnh của hiền chuyển biến rất tốt sức khỏe của cô khá hơn tỉnh táo hơn thậm chí hiền còn có thể mở lớp dạy chữ cho con em trong bản nhưng năm sau nữa hãy lên thăm hiền thì cô đã bỏ bản đi đi đâu không ai biết Hãy không biết tiếng ca ho Dân bạn nói tiếng kinh không sỏi Nên càng khó hỏi thăm vả lại đang là mùa nước Việc đi lại trong rừng rất khó khăn Nguy hiểm nên anh đành quay về Tự hứa với mình là đến mùa khô Sẽ đi tìm em gái Tôi nói với Hải vì đặc thù công việc của mình Xin địa chỉ cũ của Hiền Hứa với anh sẽ đi tìm Hiền Rồi chia tay Công việc của tôi rất bận rộn Cực nhọc và gian nan Mùa khô chỉ có 6 tháng nên chúng tôi phải gấp rút hoàn thành kế hoạch thực địa bởi khi mùa mưa đến những cơn mưa rừng hung hãn sẽ ngăn bước chúng tôi bất cứ lúc nào có cơ hội tôi lại tìm kiếm tung tích hiền đầu tiên tôi đến phòng giáo dục huyện bảo lộc để hỏi hang người ta bảo phòng không quản lý giáo viên ngoài biên chế tôi hiểu mình đã bắt đầu bằng một sai lầm ngớ ngẩn và tôi biết mình phải làm gì một lần tôi tìm đến bản đắc riêng là nơi mà hiền đã lần đầu tiên đến để chữa bệnh và sinh sống dân bản cho tôi biết cô giáo bỏ đi vì sợ người kinh có nhiều người kinh là cô giáo bị đau trở lại tôi hiểu ý của bà con bản đất riêng không còn heo hút yên bình như xưa nữa người kinh dưới xuôi lần theo dấu vết xe be khai thác gỗ lên tận đây buôn bán làm ăn với dân bản ngày một đông kinh nghiệm cho tôi thấy cứ ở đâu có vết xe be chở gỗ thì ở đó có người kinh thảo nào rất nhiều nơi đi qua tôi nhìn thấy dân bản biết nhậu rượu đế ăn mì tôm cười đói oan oan tôi đoán hiền bỏ đi là vì thế cô không chịu nổi tiếng ồn theo lời chỉ dẫn của dân bản tôi cố lần theo dấu vết hiền đã có khi tôi gần như đã tìm được cô nhưng cả hai lần khi tôi đến thì hiền đã rời đi lọt bút tam hiu lọt lọt đi rồi dân bản bảo tôi bản của dân tộc ca ho tọa ở những nơi rất xa xôi, heo hút. Có khi cả bản chỉ có một hai nóc nhà, có khi phải đi suốt mấy ngày đường ròng rã mới gặp một bản. Một lần, tổ thực địa do tôi phụ trách phải đi một chuyến lộ trình xa. Suốt năm ngày, lặn lội trong rừng, chúng tôi không gặp một bóng người. Đến ngày thứ sáu, chúng tôi mới đến được một bản ca ho hẻo lánh. Đến được một bản làng nào đó, trong lộ trình là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của dân địa chất chúng tôi. Ở đó, chúng tôi sẽ được tiếp đón nồng hậu tử tế không phải là sẽ có mâm cao cổ đầy vì dân bản vốn rất nghèo quanh năm chỉ có củ mì trái bắp nhưng chúng tôi sẽ được trò chuyện với người này người kia sẽ được ngủ trên nhà sàn ấm cúng chứ không phải ngủ phỏng ngủ trên nền đất ẩm ướt trong rừng sâu bản nhỏ chỉ có ba nóc nhà nhưng lại có giáo viên người kinh dạy học chúng tôi đến thầy giáo còn vui hơn cả chúng tôi đón chúng tôi thầy bảo Trời ơi, suốt hai năm nay em chưa thấy mặt người kinh. Các anh đến, em mừng hết lớn. Thầy giáo mang ba lô của chúng tôi vào nhà. Căn nhà trệt duy nhất trong bản, vừa là nơi dạy học, vừa làm chỗ ở cho thầy. Thầy Đoan đã giới thiệu, tên là Huy, quê Nghệ An, học cao đẳng sư phạm Lâm Đồng, ra trường về đây dạy học được hơn 2 năm. Quy định 2 năm các giáo viên phải về phòng họp một lần. Đi họp mất bảy ngày đường, nên chưa đi lần nào bao giờ hết hẳn miền núi về luôn thể thầy huy bảo chúng tôi các anh ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi rồi em thịt gà nhậu chơi tôi hỏi thầy nuôi được gà hả không trong bản này con gà nhà ai mấy tuổi em cũng biết hết chúng tôi cười ngất tôi hỏi huy về hiền nhưng thầy không biết thầy bảo tôi làm đồng rất rộng nhiều bản xa xôi hẻo lánh khó liên lạc chưa chắc phòng giáo dục đã nắm được con số giáo viên nữa là có điều nếu cô Hiền dạy học thì dân bạn sẽ rất quý mến thương yêu họ biết cô giáo đem ánh sáng đem cái chữ đến cho con em họ bởi vậy dẫu cô Hiền có đi xa đến đâu cũng không bị làm hại làm dục bọn phỉ phun rô có thể giết bất cứ người kinh nào trừ thầy cô giáo lời thầy Huy đem đến cho tôi phần nào cảm giác yên tâm công việc của chúng tôi quá bận bởi thế việc tìm Hiền liên tục bị gián đoạn ba năm sau kết thúc đề án điều tra địa chất khu vực đông nam bộ để các đồng nghiệp về thành phố trước tôi ở lại lâm đồng dành hẳn một khoảng thời gian quyết tâm tìm kiếm hiền từ một đầu mối đáng tin cậy là bản ca tiên nơi tôi biết chắc là hiền đã từng sống và dạy học một thời gian tôi bắt đầu lần theo dấu vết cô theo chỉ dẫn của dân bản giờ biết tiếng ca ho bập bẹ nên việc hỏi thăm giao tiếp của tôi cũng có phần thuận lợi đường đi ngày một xa bản làng ngày một heo hút những cơn mưa rừng quái ác bắt đầu trút xuống ngăn cản bước chân tôi có khi hàng mấy ngày liền tôi phải nằm bẹp ở một bản nào đó không thể đi được vì lũ rất to gần hai tháng trời trôi qua rồi một ngày nọ tôi đã đuổi kịp hiền tìm thấy cô nhưng chỉ là một nắm mồ hiền chết khoảng một năm trước khi tôi đến dân bản tắt liên bảo tôi cô giáo đến dạy học được nửa năm thì ngã bệnh, nặng lắm, phải đưa cô ra suối để con ma nó chữa bệnh cho cô. Nhưng không được. Mụ hiền được tán lưng chừng rồi, xung quanh có đặt đầy đủ lễ vật cúng bái như một người bạn xứ, nồi niêu, dao rửa, nhà sàn, những vật dụng hàng ngày. Đặc biệt, phía trước mộ có trồng một cây niêu bằng tre, trên các hoa văn và hình thù kỳ dị để đuổi ma tà. Tôi đứng trước mộ hiền rất lâu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng Tâm trạng tôi rối bời Chiều tà Rừng đại ngàn u tịch Thẳm sâu Chỉ có mùi gỗ mốc Lá mục Cỏ dại đưa hương thoang thoảng Ngai ngái Xa xa Có tiếng suối chảy róc rách nhẹ nhàng Tiếng một con chim gõ kiến tróc tróc Đơn điệu Rồi ngừng hẳn để sau đó rừng càng đắm chìm sâu trong tĩnh lặng muôn đời trong đầu tôi những ký ức những kỷ niệm đẹp về hiền về thằng Thành và những đồng đội đã hy sinh của tôi hiện về mờ tỏ, giống như những thước phim đậm nhạc kéo qua. Nếu không có chiến tranh, nếu không chết, tất cả họ giờ đều sắp xỉ tuổi tôi, tuổi thanh xuân rực rỡ. Ba năm sau, tôi trở lại Đắc Liên để cải táng cho Hiền. Lúc đào mộ lên, trong thâm tâm tôi vẫn thầm mong đó không phải là Hiền, rằng Hiền vẫn lang thang đâu đó trong những bản làng của người ca ho xa xôi, heo hút, nhưng bộ xương dài 1m75 cùng với chiếc nhẫn vẫn đeo ở ngón tay áp úp, bàn tay trái, chiếc nhẫn bằng đuia ra vẫn sáng bóng đã nói lên tất cả. Tôi nhặt nhạnh xếp những mẫu xương mụn nát, cái đen, cái trắng vào một mảnh ni lông, cố chùi sạch lớp đất ba san, đen xịn bám dày. Vừa làm, nước mắt tôi cứ thế ứ lên rồi chảy tràn chẳng thế nào ngăn được. mới ngày nào đó mà hiền của tôi giờ đây như thế này đây, vậy là sẽ chẳng bao giờ hiền còn nhận ra tôi là ai nữa, chẳng bao giờ tôi còn có cơ hội để nói cho em biết mình là ai. hiền của tôi ơi, em có biết không? sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội kể cho hiền nghe, đưa hiền về lại tuổi thơ bình yên thơ mộng, về với trò chơi mẹ con của chúng mình nữa, để tôi có thể thú tội với em rằng anh đã trộm ngắm báo vật của em Để rồi hình ảnh một miền đồi lùm lùm Hơi vô cao bát ngát Có vẻ đẹp mê hồn Có sức cuốn hút kỳ lạ ấy Cứ theo anh mãi miết tháng năm Sẽ chẳng bao giờ tôi còn cơ hội Để nói với em rằng Khi thành mất Tất nhiên anh đã vô cùng đau xót Tiếc thương nhưng không thể dối lòng rằng Anh đang ngắm ngầm đôi hy vọng Một ngày kia Hiền sẽ lành bệnh, sẽ tỉnh táo và sẽ chấp nhận tình yêu nồng cháy của anh. Chúng ta sẽ yêu thương nhau, sẽ sống bên nhau trong hạnh phúc, bình yên như những năm nào thơ bé. Hiền của tôi ơi, mối tình đầu của tôi ơi, sẽ chẳng bao giờ. Tôi gói hài cốt Hiền, có lẫn những giọt nước mắt của mình, cho vào ba lô, rồi vội vàng rời bản đắc liền. Từ đó, tôi đón xe đỏ, đi thẳng một mạch về Hà Tĩnh. Tôi đã quyết định sẽ chôn Hiền cùng với Thành và đồng đội tôi sẽ đặt hiền bên cạnh thằng Thành. Mọi việc đều trôi chảy êm đẹp, dù rất vất vả, gian nan, nhưng tôi đã hoàn thành công việc mà tôi tự cho là đúng, phải làm. Trên mỗi giờ đây, không phải là tám, mà là chín tảng đá trắng lớn. Tôi vừa đặt thêm một tảng đá nữa cho Hiền. Chỉ duy nhất một chuyện nhỏ làm tôi ấy nấy mãi, là khi chôn Hiền, tôi đã không chôn theo chiếc nhẫn mà giữ lại cho mình làm kỷ niệm không hiểu sao lúc đó tôi lại quyết định thế Cho đến tận bây giờ Khi đã già tôi vẫn không thể trả lời được Rằng mình đã đúng hay sai Thỉnh thoảng tôi vẫn lấy chiếc nhẫn ra nhìn cắm Tôi thường xuyên lao chùi một cách tỉ mẩn Để nó sáng bóng Chiếc nhẫn có đôi chim bồ câu tung cánh Bay về một hướng Có hai chữ TH lòng vào nhau Hết sức tinh tế, điều đà Người già thích sống với kỷ niệm Tôi thích lao chùi và ngắm nhịp chiếc nhẫn, nó gợi cho tôi nhớ mãi mối tình đầu, nhớ mãi về tuổi thơ yên bình, thơ mộng của tôi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn là Chạy theo đồng tiền của tác giả Nguyễn Đức và truyện ngắn Mối tình đầu của tôi của nhà văn Nguyễn Thái Sơn. Không biết là sau khi quý vị nghe xong hai truyện ngắn vừa rồi thì quý vị cảm nhận như thế nào? Trinh rất muốn lắng nghe những bình luận của quý vị về hai tác phẩm và quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyền tiếp theo. Hãy ủng hộ cho kênh của Trinh bằng cách like, share và subscribe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.